Xin chào quý chị và bạn, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty cổ phần kiến trúc BNI. À, thì hôm nay tôi xin giới thiệu và chia sẻ đến anh chị tham khảo mẫu nhà 2 tầng máy Nhật được công ty cổ phần kiến trúc BNI chúng tôi thiết kế cho nhà chú Vũ tại xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trước khi mà đi vào giới thiệu chi tiết cái phối cảnh 3D cũng như là cái mặt bằng bố trí công năng bên trong. Thì trong quá trình mà anh chị đang xem video nhá, thì anh chị có thể kéo xuống dưới video một chút, kể cả trên điện thoại cũng vậy. Nó có nút đăng ký thì anh chị ấn vào nút đăng ký này cũng như là cái chuông thông báo bên cạnh để khi mà chúng tôi chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp mới hay là các cái video chia sẻ các cái hoạt động thực tế của chúng tôi thì anh chị sẽ có thông báo và anh chị không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào mà chúng tôi chia sẻ anh chị nhé. Thì như trên màn hình anh chị đã nhìn thấy đây chính là cái video mà chúng tôi về khảo sát và ký hợp đồng thiết kế của nhà chú Vũ. Thì đây là cũng là cái quá trình thực tế mà chúng tôi quay lại như vậy. Chúng tôi bay flycam này. Đấy, sau quá trình flycam thì lúc đó là chúng tôi sẽ tiến hành là đo đạc cái hiện trạng của khuôn đất. Đây, cái quá trình chúng tôi đang đo đạc đây thì để anh chị xem rõ hơn cái video này nhá thì anh chị có thể tìm đến cái video đây chúng tôi chia sẻ rất rõ đây video khảo sát nhà chú vũ đấy ạ thì quay trở lại cái phối cảnh 3D mà chúng tôi thiết kế cho nhà chú vũ đây chính là cái phối cảnh mà chú vũ cũng như gia đình đã thống nhất và chốt cái phương án để mà tiến hành xây dựng tuy nhiên thì đây cũng là một cái mẫu nhà để cho anh chị tham khảo thôi còn khi mà anh chị thiết kế thì lúc đó chúng tôi sẽ thiết kế theo cái mong muốn cái nhu cầu cái sở thích riêng của gia đình anh chị à, nên anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị nhá à, nhà chú vũ đây thì chỉ có một cái mặt tiền phía trước thôi thì chúng tôi cũng minh họa cái phần cổng này hàng rào xung quanh đây tổng thể của cái ngôi nhà thì sẽ trang trí theo kiểu hiện đại nên là nó cũng không quá là nhiều những các cái chi tiết phào chỉ đắp vẽ tuy nhiên thì chúng tôi khi chúng tôi thiết kế thì kiến trúc sư cũng sẽ có thêm những cái điểm nhấn làm sao đấy mỗi một ngôi nhà sẽ có những cái điểm nhấn riêng cũng như là phải đáp ứng được cái mong muốn và nhu cầu sở thích của gia chủ màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng kết hợp với lại các cái màu điểm nhấn phía sảnh chính đây thì chúng tôi làm bằng các cái hệ cột vuông như này thì nó cũng sẽ tạo nên cái sự cứng cáp và khỏe khoắn cho ngôi nhà các cái điểm trang trí khác thì chúng tôi cũng thể hiện rất là rõ trên các cái bức ảnh mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị đây đấy, ví dụ như các cái phào này đấy, những cái phào giật cấp đơn giản thôi hay xung quanh các cửa sổ đúng không ạ thì nó sẽ có những cái đường À, đừng chỉ phào nổi lên đấy thì cái ngôi nhà sau này khi hoàn thiện nó cũng rất là đẹp đây là một góc nhìn cận cảnh hơn để cho anh chị nhìn thấy rõ về cái phía mặt tiền ngôi nhà từ sân đến bước lên nền nhà thì chúng tôi thiết kế cho nhà chú là ba bậc đấy bởi vì cũng muốn là tận dụng cái khoảng sân ở phía trước nữa cho nó rộng rãi hơn phía bên phải ngôi nhà nhìn vào nhìn thấy rất là rõ được cái tổng thể cái hình khối của ngôi nhà cũng như là uh, hệ mái này hay là các cái điểm chi tiết trang trí thì trong quá trình thiết kế thì chúng tôi cũng đã cân đối ví dụ như các cái chiều cao mái làm sao đấy nó đúng tỷ lệ và nó phù hợp với lại cái ngôi nhà đấy cũng như là cái điểm nhấn trang trí làm sao cái ngôi nhà của anh chị nó được nổi bật và đẹp nhất đấy đây là một góc nhìn ở phía bên bên trái ngôi nhà nhìn vào đây là một góc nhìn tổng thể ở trên cao thì anh chị sẽ nhìn thấy rõ hết tổng thể của cái khuôn viên ngôi nhà cũng như là các cái hệ mái này hay là các cái điểm trang trí này ban công trên tầng 2 này vị trí cổng vào thì chúng tôi cũng minh họa rất rõ thì sau này thực tế thì nó sẽ đúng như thế này luôn anh chị nhé như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu rất là chi tiết để anh chị tham khảo cái phối cảnh 3D của nhà chú vũ sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết để anh chị tham khảo cái mặt bằng bố trí công năng bên trong đây là mặt bằng bố trí công năng bên trong mẫu nhà hai tầng máy nhật của nhà chú vũ ngôi nhà chú vũ là dạng nhà vuông đấy kích mặt tiền là 9m và chiều sâu cũng là 9m ở diện tích sử dụng của ngôi nhà chính là cái phần bo xanh này anh chị nhá đây thì diện tích của nó là bảy 73,7 mét vuông thì chúng tôi kích vào trong màn hình đây thì nó sẽ có tự động nó sẽ có diện tích ngay cho anh chị xem ở đây là diện tích sử dụng có nghĩa là chúng ta chưa tính sảnh và bậc vào anh chị nhé công năng ở dưới tầng 1 thì bao gồm là một phòng khách hai phòng ngủ cầu thang và khu vệ sinh diện tích của phòng khách là 27,97 mét vuông ở phía cuối nhà thì sẽ có một cái vệ sinh chung thì chúng tôi thiết kế là 3,5 mét vuông ở phía bên trái của ngôi nhà sẽ có là hai phòng ngủ phòng ngủ số 1 diện tích là 11,87 mét vuông phòng ngủ số 2 diện tích là 10,5 m2 và uh, khu cầu thang để đi lên trên tầng. Thì ở cái mặt bằng này thì anh chị sẽ biết được các cái thông tin thứ nhất đó là về diện tích sử dụng này, uh, kích thước tổng thể dài rộng và diện tích của từng phòng cũng như là các phòng bố trí như thế nào. Còn đây chính là cái phối cảnh mặt cắt 3D công năng ở dưới tầng 1 để cho anh chị dễ hình dung. Mặc dù chưa xây dựng đúng không ạ, nhưng mà anh chị cũng đã hình dung được về cái ngôi nhà của anh chị sau này nó như thế nào rồi. Bước từ sân lên ba bậc đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đi qua uh, cửa chính này. Đấy, chúng ta đi vào không gian của phòng khách anh chị nhá. Đây, phòng khách đây. Đấy, và cuối phía cuối đây là khu vệ sinh này đấy thì chúng tôi cũng bố trí các cái ô thoáng của khu vệ sinh đấy, rất là thực tế sau này đúng như vậy luôn anh chị nhé đấy phía cửa vào này thì ở dưới tầng 1 này sẽ có một cái cửa để đi ra phía đằng sau bởi vì ở đằng sau nhà chú vũ đây này đấy thì sau chú sẽ làm cái công trình phụ ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có cái cửa để đi xuống công trình phụ phía sau đây là hai phòng ngủ đúng không ạ đây thì các cái cửa đi vào đây các cái phòng ngủ thì đều có các cái cửa sổ như này lại cũng rất là thông thoáng còn đây là khu cầu thang để đi lên trên tầng tôi sẽ xoay mọi góc cạnh như này thì anh chị đã hình dung được ngay về cái ngôi nhà của mình như nào rồi đúng không ạ đấy thì chúng tôi thì cũng luôn luôn cập nhật cũng như là áp dụng những cái công nghệ mới vào trong cái thiết kế để làm sao đó mà anh chị dễ hiểu nhất dễ hình dung nhất cũng như là cái bộ hồ sơ mà chúng tôi gửi về cho anh chị ấy, thì thợ người ta cũng rất dễ dàng đọc bản vẽ và người ta rất dễ dàng thi công đây chính là cái mặt bằng công năng ở trên tầng hai thì trên tầng hai của nhà chú vũ thì sẽ có ba phòng ngủ một phòng thờ và một cái khu vệ sinh ở cuối nhà thì đi lên cầu thang thì đây là cái không gian hành lang đi đến thông phòng của các phòng thì phòng ngủ số 3 diện tích là 11,87 mét vuông phòng ngủ số 4 diện tích là 10,5 m2, phòng ngủ số 5 diện tích là 12,6 m2 và phòng thờ diện tích là 8 m2. Ở phía trước đây là cái phần không gian ban công. Cuối nhà đây chính là cái khu vệ sinh. Thì cái khu vệ sinh này nó sẽ thẳng cái vệ sinh ở dưới tầng 1 thì khi mà sau này chúng ta đi phần hộp kỹ thuật đúng không ạ thì nó sẽ rất là tiện. Còn ở đây thì sẽ có mở cái cửa sổ để lấy cái ánh sáng vào phía bên trong cái hành lang của ngôi nhà. Còn đây chính là cái phần mặt cắt 3D công năng ở trên tầng 2 chị nhá. Đây đi lên cầu thang nhá. Đấy thì đây là không gian uh, cái phần hành lang chung này, đấy đi thông phòng. Đấy thì anh chị thấy là không gian hành lang này nó cũng rất là thông thoáng. Uh, đi lại giữa các phòng đây thì ba phòng ngủ anh chị nhá. Đây vị trí của ba phòng ngủ đây, anh chị hình dung được ngay rồi đúng không ạ? Đấy, vị cửa sổ phía trước này, cửa sổ phía sau này. Đấy, đây phòng thờ phía trước thì từ phòng thờ này sẽ mở cửa đi để ra phía phần sân chơi ở trên tầng 2, đấy ban công ở trên tầng 2. Đấy, còn ở phía cuối nhà đây thì anh chị thấy là uh, phần khu vệ sinh đúng không ạ thì hai cái vệ sinh này nó sẽ thẳng nhau như này đấy. như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu rất là chi tiết Để anh chị tham khảo cái phần công năng bên trong mẫu nhà hai tầng máy nhật của nhà chú vũ đấy, như vậy thì chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ đến anh chị thì chúng tôi luôn luôn chia sẻ rất là rõ ràng chi tiết đầy đủ để khi mà anh chị tham khảo ấy, thì anh chị sẽ tham khảo một cách trọn vẹn nhất đấy, và chúng, chúng tôi không có dấu giếm cái gì cả đấy và đây là cái mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế riêng cho gia đình chú vũ còn lại khi mà anh chị đã mong muốn làm nhà thì đương nhiên uh, chúng tôi sẽ thiết kế theo cái khuôn đất này cái sở thích, cái mong muốn và cái nhu cầu riêng của gia đình anh chị. Thì để mà anh chị hiểu rõ hơn là kiến trúc bên chúng tôi đang thiết kế và phục vụ khách hàng như nào thì sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết để cho anh chị hiểu rõ hơn cũng như là tham khảo về kiến trúc bên Y chúng tôi. Thế như anh chị đã nhìn thấy trên màn hình đây chính là cái nội dung công việc khi mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi sẽ phục vụ anh chị đầy đủ. Thì nó sẽ có 8 cái đầu mục công việc như thế này. Công việc đầu tiên nó là khảo sát hiện trạng công trình và ký hợp đồng thiết kế thì giống như tôi đã chia sẻ từ đầu cái video ấy thì cái quá trình mà chúng tôi về khảo sát của nhà chủ Vũ như nào thì chúng tôi cũng đều quay lại và anh chị cũng đã hình dù rồi thì cái công việc chính mà chúng tôi về khảo sát ấy chúng tôi phải biết được cái khuôn đất của nhà anh chị đúng không ạ và cái vị trí nhà trên cái khuôn đất mà anh chị muốn xây dựng nó ở đâu đấy thì chúng tôi phải nắm được cái thực trạng như vậy để khi mà chúng tôi thiết kế thì sau này ngôi nhà của anh chị xây dựng ấy nó mới đúng theo cái thực tế được và chúng tôi cũng đo đạc kích thước đầy đủ đấy, và một cái điều quan trọng nữa đó là gì chúng tôi khi mà chúng tôi về trực tiếp như thế thì chúng tôi sẽ lắng nghe được những cái tâm tư nguyện vọng những cái mong muốn của anh chị về cái ngôi nhà để khi mà chúng tôi về chúng tôi giao việc lại cho anh em kiến trúc sư thì cái anh em sẽ đọc cái thông tin đó thì đã nắm được cái nhu cầu cái mong muốn của anh chị rồi thì lúc anh em sẽ lên cái phương án cái ý tưởng đấy nó sẽ sát thực tế và nó sẽ sát, sát với cái ý cái mong muốn của anh chị nhất đấy thì đấy là cái việc quan trọng mà chúng tôi về đo đạc khảo sát là như vậy đấy thì đây là cái công việc đầu tiên và bắt buộc phải có trong cái việc thiết kế anh chị nhé chúng tôi là một công ty thì chúng tôi sẽ có hợp đồng đầy đủ đấy thì trong hợp đồng chúng tôi cũng sẽ ghi rất rõ ràng tất cả các nội dung công việc này đấy, hay là các cái giai đoạn thanh toán thì chúng tôi cũng đều ghi rất rõ như vậy để anh chị uh, À, yên tâm cũng như là chúng tôi sẽ có dấu đỏ công ty đàng hoàng đấy là về mặt pháp lý là như vậy thì chúng tôi à, đều đảm bảo đầy đủ hết cho anh chị à, sau khi mà chúng tôi đã khảo sát xong thì chúng tôi đã có đầy đủ thông tin rồi thì chúng tôi sẽ giao việc cho anh em kiến trúc sư đấy thì khi đó là anh em sẽ lên cái phương án và sẽ gửi cho anh chị xem đấy thì cái ở trên mặt bằng nó thì giống như anh chị vừa xem cái phần mà tôi chia sẻ đúng không ạ nó sẽ có kích thước này có diện tích có đầy đủ để anh chị xem là cái ngôi nhà của anh chị như nào đấy, và trong quá trình đó thì anh chị có thể là cùng với mọi người trong gia đình đúng không ạ à, mọi người cùng xem cái phương án và xem là có đã phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình mình hay chưa thì lúc đó là chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh chỉnh sửa đấy hoặc là anh em kiến trúc sư cũng sẽ có cái tư vấn thêm cho anh chị và trong quá trình đó thì anh chị hoàn toàn có quyền yêu cầu chỉnh sửa đến khi anh chị ưng ý thì thôi đấy nên anh chị không phải lo lắng gì về cái vấn đề là bố trí làm sao cho nó hợp lý đấy tức là anh chị cần đưa ra cái mong muốn cái nhu cầu của anh chị còn cái việc mà bố trí các phòng hay là mẫu nhà làm sao cho nó đẹp thì đấy là cái việc của kiến trúc sư của bên thiết kế chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp anh chị cái phần này nên anh chị hoàn toàn yên tâm thì cái việc nó có thiết kế thì nó cũng sẽ giúp anh chị rất là nhiều. Đấy, ví dụ một cái vấn đề thực tế là gì? Trong quá trình mà anh chị xây dựng đúng không ạ? Nếu mà anh chị không có thiết kế thì sẽ rất nhiều các cái ý kiến đóng góp đúng không ạ? Đấy, mỗi người một ý kiến khác nhau thì anh chị cũng không 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 biết được là thì nên như thế nào là cho nó hợp lý đúng không ạ? Và nó có một cái vấn đề thực tế nữa là gì? Ví dụ như các cái thành viên trong gia đình đúng không ạ? Mọi người mỗi người một ý khác nhau. Đấy thì ví dụ như là bố một ý, con một ý đúng không ạ? Thì lúc đó nếu mà chúng ta không có thiết kế thì rất dễ xảy ra cái uh, mâu thuẫn, cái bất đồng quan điểm đúng không ạ? nhưng mà có khi mà có thiết kế rồi đấy thì mọi cái điều chỉnh chỉnh sửa gì cả thì mọi người trong gia đình đều đã biết đấy, và chúng ta thống nhất với nhau là đi đến một cái phương án nào khi mà anh chị đã chốt rồi thì có nghĩa là cái phương án đó tất cả mọi thành viên trong gia đình đều đã ưng ý và đã biết rồi đúng không ạ và chúng ta chốt thì lúc đó chúng ta chỉ việc chúng ta xây dựng thôi cái việc có thiết kế nó cũng sẽ giúp anh chị là một cái vấn đề nó rất là quan trọng như vậy đấy mọi ý kiến trong gia đình chúng ta đã đều thống nhất rồi và khi chúng ta xây dựng thì chúng ta cứ thế chúng ta tiến hành xây dựng và không bị ảnh hưởng bởi các cái ý kiến đóng góp gì cả đấy thì đấy là cái cái lợi ích mà cái việc thiết kế nó mang lại cho anh chị là như vậy đấy thì sau khi mà cái quá trình mà chỉnh sửa và anh chị đã chốt rồi cái phần kiến trúc thì lúc đó là chúng tôi hoàn thiện đầy đủ cái bộ hồ sơ cho anh chị. Để mà anh chị hiểu rõ hơn ấy thì tôi sẽ lấy trực tiếp cái bộ hồ sơ thiết kế của nhà chú Vũ để chúng tôi giới thiệu chi tiết đến cho anh chị tham khảo. Đấy thì khi mà anh chị xem cái video anh chị cũng đã cảm nhận được cái sự tận tâm, cái sự nhiệt huyết của chúng tôi khi mà chúng tôi uh, chia sẻ đến cho anh chị đúng không ạ? Chúng tôi rất là rõ ràng và anh chị hiểu rất là rõ. Thế thì khi mà anh chị bỏ cái đồng tiền ra để anh chị lựa chọn cái đơn vị thiết kế thì anh chị nhận lại được những cái gì? Đấy thì anh chị phải nắm rất là rõ và hiểu rõ như vậy. Kiến trúc bên thì chúng tôi thì luôn luôn là cái sự rõ ràng đặt lên hàng đầu. Thì đây chính là cái phần kiến trúc anh chị nhá. Đây anh chị nhá, chủ đầu tư là chú Nguyễn Hồng Vũ này, đội 4 thôn Vạc, xã Thái Học, Bình Giang, Hải Dương đây anh chị nhá. Ở anh chị thấy là trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì chúng tôi cũng sẽ các cái ảnh 3 d anh chị nhá thì chúng tôi cũng sẽ in ảnh màu đầy đủ hết như này đấy cái giấy ảnh đàng hoàng anh chị nhá sau này khi mà hoàn thiện thì cái ngôi nhà của anh chị nó sẽ đúng như thế này luôn chúng tôi sẽ áp trực tiếp cái cái ảnh flycam chụp cái khuôn đất của anh chị này sau đó cái ngôi nhà của anh chị ở đâu trên cái khuôn đất này là anh chị đã hình dung được ngay rồi đúng không ạ và ví dụ như là các cái hướng nhà này chúng tôi khi bố trí các cái công năng ấy thì nó sẽ phải là đúng với cái tuổi và cái hướng của anh chị đấy nên là chúng tôi cũng sẽ đảm bảo về mặt phong thủy cho anh chị nên anh chị hoàn toàn yên tâm về các cái vấn đề mà chúng tôi thiết kế à, chúng tôi cũng sẽ có đầy đủ các cái phần mặt cắt à, 3 d công năng ấy đấy để anh chị cũng hình dung được ngôi nhà của mình trong hồ sơ kiến trúc này chúng tôi đều có 2D kết hợp với 3D luôn đấy ví dụ các cái hệ mái này thì hiện nay thì kiến trúc bên đi chúng tôi cũng à, đang thi công chọn gói cái phần hệ mái này nếu mà anh chị đến cái phần hệ mái thì anh chị có thể là liên hệ với chúng tôi để chúng tôi trao đổi chi tiết hơn cái phần hệ mái anh chị nhé các cái chi tiết của cầu thang cầu thang tầng 1 tầng 2 này bao nhiêu bậc này chiều cao của từng bậc là bao nhiêu thì chúng tôi có mặt cắt như này anh chị hình dung này rồi có cả phối cảnh 3D luôn rồi tiếp theo là đến vệ sinh đúng không ạ đấy các cái chi tiết vệ sinh này đấy mặt cắt vệ sinh như nào Đấy, chúng tôi đều rất là ghi dụ rất là rõ nha. Ví dụ ốp gạch 400 x 800 này đúng không ạ? Ở trên là trần thạch cao chống ẩm này. Đấy tất cả mọi thứ nó sẽ đều có cái uh, kích thước rất đầy đủ chi tiết. Đấy hoặc là sảnh đúng không ạ? Các cái phần sảnh chính của anh chị. Đấy. Rồi cột, đấy các cái chi tiết cột thế. cuối cùng là cái phần là uh, thống kê cửa. Đấy thì thế thì cái kích thước cửa của anh chị, đấy thì chúng tôi uh, sẽ có thống kê, đấy, kích thước này, rồi tổng thể chiều cao, dài, rộng và có bao nhiêu cửa thì chúng tôi cũng sẽ đầy đủ cho anh chị. Và uh, các cái cửa này thì chúng tôi đều đã xem theo cái thước lỗ ban rồi anh chị nhá thì đều thuộc cái cung đỏ rồi. Đấy nên anh chị hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề uh, các cái kích thước cửa như này. Rồi, cái phần là triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu. Đây thì tôi sẽ lấy trực tiếp phần kết cấu của nhà chủ Vũ đây, phần kết cấu anh chị nhá. Chủ đầu tư này là chủ đầu tư là chủ Nguyễn Hồng Vũ đây. Cái phần kết cấu này ấy, thì lúc mà thi công ấy thì thợ kỹ thuật người ta sẽ phải đọc rất là chi tiết cũng như là chúng tôi sẽ hỗ trợ uh, trao đổi với thợ để mà thợ người ta có thể làm được. Đấy chỗ nào người ta chưa rõ chưa hiểu thì chúng tôi uh, sẽ có những cái giải thích để cho thợ người ta hiểu rõ hơn. Đấy còn cái mà anh chị quan tâm nhất ấy thì nó là cái phần thống kê thép anh chị nhá đó thống kê thép của toàn bộ cái ngôi nhà. Đó, ví dụ như cái phần tổng hợp cốt thép phần móng, ví dụ như phi 20 đúng không ạ? Thì cần bao nhiêu cây, phi 18 cần bao nhiêu cây, phi 12 cần bao nhiêu cây thì chúng tôi đã thống kê rõ ràng như thế này rồi. Và có thể là thống kê chúng tôi thống kê luôn ra cả khối lượng đây chị này. Anh chị hoàn toàn có thể đặt trước cái vật tư như thế này. Đấy tổng khối lượng bao nhiêu anh anh chị đặt trước. Phần thân có nghĩa là từ cốt không không đổ lên đấy thì chúng tôi cũng thống kê rất là chi tiết rất là rõ như vậy anh chị nhá đấy thì đấy là phần kết cấu như vậy nó rất là tiện cho anh chị đúng không ạ thì mọi thứ chúng ta đều đã có cái sự tính toán trước rồi thì nó cũng tránh được cái việc chúng ta lãng phí cái vật tư và chúng ta làm thì đến đâu nó sẽ đảm bảo vừa đủ đến đấy cái bản vẽ cấp điện chiếu sáng công trình cũng tương tự như vậy thôi đây, anh chị thấy đây là mặt bằng công năng của nhà chú vũ đây đúng không ạ trong bản vẽ ví dụ các cái phần ghi chú này thì chúng tôi cũng đều có đầy đủ các cái ghi chú hết đấy thì trong quá trình thợ người ta làm thì người ta bắt buộc người ta phải đọc các cái ghi chú này để người ta hiểu và thợ người ta thi công đấy chứ còn anh chị cũng không cần quan tâm về cái vấn đề kỹ thuật này làm gì cả đây anh chị thấy đây chính là cái bảng thống kê vật tư phần thiết bị điện anh chị nhé đây ví dụ như là cần bao nhiêu bóng đèn này, số lượng bao nhiêu đúng không này quạt đèn cần bao nhiêu cái này Đấy, rồi tất cả mọi thứ đều có số lượng hết cho anh chị rồi tiếp theo là cái phần cấp thoát nước anh chị nhé cấp thoát nước đây ví dụ như là đầu vào chỗ nào chỗ nào máy bơm rồi tất cả mọi thứ đầu thoát ra nước chỗ nào thì đều sẽ có đầy đủ hết và à, cuối cùng thì cũng sẽ có một cái phần đó là cái phần bảng thống kê đây anh chị nhé bảng thống kê thiết bị vật tư đây. Đấy, phần điện và phần, phần nước anh chị nhá. Đấy. Và cái phần cuối cùng đó là cái phần thống kê và bóc tách vật tư. Đấy thì có nghĩa là khi mà chúng ta đã có đầy đủ cái phần hồ sơ kỹ thuật là kiến trúc, kết cấu điện nước này rồi thì lúc đó là cái phần dự toán tức là anh em sẽ bóc tách toàn bộ cái ngôi nhà của anh chị thế thì nhà anh chị hết bao nhiêu vật tư, vật liệu đúng không Từ cái phần thô này phần hoàn thiện này, phần điện, phần nước, tất cả mọi thứ sẽ đều có cái phần khối lượng cho anh chị. Anh chị thấy đây là hồ sơ dự toán này, nhà chú Nguyễn Hồng Vũ ở đây đúng không ạ? Bình Giang Hải Dương. Anh chị thấy là chúng tôi bóc tách ra thì anh chị thấy là từng phần ví dụ như phần móng này, rồi các cái phần mái ngói này, cả mọi thứ thì tổng cái ngôi nhà của anh chị hết bao nhiêu tiền. Đấy thì sẽ chúng tôi áp giá vào thì nó đã có cái giá này rồi. Đấy và chúng tôi cũng ghi rất rõ là đã bao gồm cái gì và chưa bao gồm cái gì. Đấy ví dụ như dự toán này chưa bao gồm là cổng sân vườn hàng rào này, đèn trùm các cái thiết bị nội thất đấy thì chúng tôi đã ghi rất rõ ở đây rồi còn lại thì ví dụ anh thấy thấy là thi công cọc tre thì cần bao nhiêu mét đấy rồi bao nhiêu khối cát này ví dụ như bê tông đúng không ạ ví dụ anh chị đổ bê tông móng thì thế thì anh chị cần bao nhiêu khối thì chúng tôi đã tính toán sẵn cho anh chị rồi ví dụ như đây nhà chú vũ đây là cần 29 khối bê tông của phần móng đấy thì như vậy là chúng tôi đã tính toán sẵn cho anh chị rồi thì như anh chị chỉ việc là đi đặt cái khối lượng bê tông thôi đấy thì đấy là tôi cũng sơ bộ qua như vậy còn lại tất cả các phần khác ví dụ như là phần hoàn thiện đúng không ạ thì ví dụ bao nhiêu mét gạch lát chẳng hạn thế thì chúng tôi đã tính bao nhiêu mét vuông rồi đấy thì tất cả mọi thứ chúng tôi đều có rất rõ ràng như này tôi cũng giới thiệu như vậy để anh chị hình dung rất rõ là thiết bị bộ hồ sơ của kiến trúc b chúng tôi thiết kế thì nó có những cái gì khi mà anh chị bỏ đồng tiền ra thì anh chị nên hiểu rõ là cái đơn vị đó người ta đang thiết kế và phục vụ khách hàng như nào hồ sơ người ta thiết kế có cái gì và anh chị nhận được gì à, ở đây thì chúng tôi thiết kế không phải chúng tôi chỉ bán cho anh chị cái bản vẽ đâu mà chúng tôi luôn luôn có cái trách nhiệm với những gì mà chúng tôi thiết kế ra thì trong quá trình mà thi công thì các cái phần thép móng hay là thép sàn của các tầng thì chúng tôi đều có trách nhiệm về để hỗ trợ kiểm tra giám sát cái cái phần đó để nó đảm bảo cho anh chị đấy cái ngôi nhà nó không bị nứt lún gì cả thì cái vấn đề về kỹ thuật nó là cái rất là quan trọng và chúng tôi luôn luôn trách nhiệm như vậy còn lại trong quá trình mà thi công mà thợ người ta chưa rõ chưa hiểu cái gì thì chúng tôi sẽ là người trực tiếp hỗ trợ để giải thích cũng như là cho thợ người ta thi công được đấy mà anh chị không phải đau đầu về cái vấn đề là thợ hỏi cái này hỏi cái kia đúng không ạ đấy thì thiết kế cũng đã giúp cho anh chị rất là nhiều như vậy ở à, ví Ví dụ trên kênh youtube của kiến trúc b đi đây anh chị nhá thì tất cả các hoạt động ví dụ như anh chị thấy này video chia sẻ các mẫu nhà này đúng không ạ hay là các cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát này ký đồng thiết kế này Đấy, đúng không hoặc là chúng tôi đi về thăm lại các cái nhà đã hoàn thành này hoặc là cái quá trình đó, chúng tôi đi hỗ trợ kỹ thuật Đấy, thì tất cả mọi thứ chúng tôi đều uh, chia sẻ rất rõ ràng này. thì khi mà anh chị theo dõi anh chị xem nhiều các cái video mà chúng tôi uh, đang thiết kế đang phục vụ khách hàng nào thì anh chị sẽ cảm nhận rất là rõ được những cái gì mà chúng tôi đang làm một công ty người ta thiết kế người ta phục vụ khách hàng như nào ấy, thì nó thể hiện rất rõ ở những cái gì mà người ta đang làm đang phục vụ khách hàng và khi mà anh chị lựa chọn công ty đó thiết kế thì anh chị cũng sẽ nhận lại được cái sự phục vụ nó tương tự như vậy thì nếu như mà anh chị đang mong muốn kiến trúc bni chúng tôi thiết kế cho anh chị một ngôi nhà thật là đẹp ưng ý theo đúng cái mong muốn cái nhu cầu cái sở thích của anh chị thì anh chị hãy liên hệ đến kiến trúc bni chúng tôi theo cái số điện thoại thoại trên màn hình anh chị nhá. Thì lúc nào chúng tôi cũng luôn luôn à, sẵn sàng phục vụ anh chị một cách tận tình chu đáo và trách nhiệm nhất. Rồi ạ, thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video chia sẻ các mẫu nhà đẹp tiếp theo.